Thế thôi anh em nhé, ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái bộ điện cơ bản cho một cái mô hình điều khiển. Thì cái bộ điện này nó rất là rẻ và nó sẽ phù hợp với rất nhiều các bạn mới chơi, những cái bạn học sinh, những cái bạn sinh viên mà có với cái chi phí hạn hẹp và bạn có cái đam mê với việc độ chế xe hay là tự tạo cho mình một cái chiếc xe mô hình điều khiển hay là một cái chiếc thuyền cano điều khiển. Thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái bộ điện này để chế tạo cho cái mô hình của mình. Với cái bộ điện như thế này thì nó sẽ bao gồm là một cái tay điều khiển, một cái mạch điều khiển chính, pin 18650, pin li-ion nhé, pin li-ion, dung lượng là 1200 mAh. Kèm theo cái bộ này thì nó cũng sẽ có cả cáp sạc đây. Thì đây là cái cáp USB sạc cho cái pin này. Khi mà sạc thì anh em sẽ sử dụng cái cổng USB này để cắm vào cổng USB trên máy tính hoặc là cắm vào các cái củ sạc có dòng sạc là 5, có điện áp vào là 5V, dòng sạc là từ 1 đến 2A thì nó sẽ có thể sạc được cho cái cục pin này nha anh em nhé. Ở đây thì cái mạch điều khiển thì nó sẽ bao gồm là các cái rắc cắm này, đèn này, công tắc này, dây cắm nguồn này và dây cắm motor. Tuy nhiên là cái bộ này nó sẽ không bao gồm motor và servo bởi vì cả hai cái đó nó sẽ tùy thuộc vào mô hình của anh em. Nên là anh em có thể lựa chọn các cái loại motor khác nhau, các cái loại servo khác nhau. Thì ở đây mình sẽ mang đến một cái motor, một cái hộp số để mình thử cho anh em xem. Đây là một cái hộp số sử dụng motor 180, hộp số của xe tỷ lệ 1/16 và một cái servo MG90S. Đó. Thì nếu anh em sử dụng cái mô hình nào thì anh em mua cái motor và cái servo tương ứng. Cái mạch này thì nó có thể chịu được, nó có thể hỗ trợ được cho các loại động cơ đến 260, thậm chí là 370. Tuy nhiên là nếu mà anh em sử dụng motor 370 thì nó sẽ khá là yếu và nó sẽ hơi quá tải. Vì vậy nên là khuyến khích anh em sẽ sử dụng các loại motor có chổi than từ 260 trở xuống. Ví dụ như 260 này, 230 này, 180 hay là nhỏ nhất là 130 thì anh em có thể sử dụng các loại motor đó. Ở đây cái bộ mạch này, nó bộ điện này nó chính là cái bộ điện của xe điều khiển MN99S ấy. Thì cái loại này được sử dụng rất là nhiều. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm thử các cái linh kiện này cho anh em xem nhé. Ở đây thì cái tay điều khiển chúng ta sẽ lắp pin vào đây. Cái pin này thì nó sẽ không đi kèm theo tay điều khiển anh em nhé. Cái này là pin AA, điện áp 1.5V. Thì ở đây nó sẽ sử dụng 4 cục thì tổng điện áp nó sẽ rơi vào khoảng 6V. Đó. Thì anh em mua pin anh em lắp vào đây 4 viên pin. Mạch điều khiển thì nó đã cắm sẵn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cắm các cái linh kiện vào thôi. Ở đây servo thì chúng ta sẽ cắm, servo nó sẽ có 3 dây. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái chân này. Ở trên này, cái chân này thì nó sẽ có ký hiệu đây này. Anh em có thể nhìn thấy là P, P là dây tín hiệu này, cộng là dây cấp điện dương, trừ là dây cấp điện âm. Thì tương ứng như vậy ở trên servo ấy, thì nó dây màu cam này thì nó sẽ là dây tín hiệu này, dây màu đỏ là dây cấp điện dương và dây màu nâu nó là dây cấp điện âm. Thì chúng ta sẽ cắm như thế này nhé. Đây, cái chân này nó sẽ là chân cắm motor anh em nhé. Đấy, ở trên này nó cũng có ghi rõ này, motor này. Thì đi kèm theo cái bộ này nó có một cái rắc cắm như này, thì anh em sử dụng motor nào anh em về hàn hai cái đầu dây này vào motor và cắm vào đây là xong. Tuy nhiên ở đây mình cái motor của mình thì nó đã có sẵn cái rắc cắm rồi, nên là mình sẽ cắm trực tiếp vào đây luôn. Được chưa? Ở đây thì cục pin nó là cục pin li-ion 18650. Đây là một cái loại pin rất là an toàn và phổ thông, phổ biến. Tuy nhiên là cái hiệu suất của nó thì nó không cao bằng pin lipo thôi. Tuy nhiên là với những anh em mới chơi thì sử dụng cái loại pin này thì nó rất là an toàn và nó không có nhiều cái cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ cắm pin vào đây. Sau khi kết nối xong ấy, thì chúng ta sẽ bật công tắc nguồn. Anh em chú ý nhé, cái mạch này nó là mạch trần. Đây này, mạch này là mạch trần nên là khi chúng ta lắp lên mô hình ấy, thì chúng ta phải lắp lên một cái bề mặt mà nó cách điện nhé, hoặc là nó không dẫn điện. Ví dụ anh em mà để như này mà lắp vào, đặt nó tiếp xúc vào một cái bề mặt kim loại hoặc là tiếp xúc vào một cái thanh kim loại nào đó mà nó có thể dẫn điện ấy, thì nó có thể gây chạm chập các cái điểm mạch ở trên này và nó sẽ gây chập cháy các cái linh kiện ở đây. Đó, thì anh em hết sức lưu ý cái việc đó. Thì trước khi lắp lên một cái bề mặt nào đó thì anh em phải chú ý nhé. Nhiều khi là mình không để ý, mình để một cái tô vít ở đây này, đó, mà chúng ta lại đặt ngang cái mạch này lên trên cái tô vít thì rất có thể nó sẽ gây chập cháy anh em nhé. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý khi sử dụng các cái loại mạch trần như thế này. Đó, để tránh việc bị chập cháy rất là rủi ro. Sau khi cắm xong thì chúng ta sẽ bật công tắc nguồn này. Khi bật công tắc nguồn lên thì hai cái đèn này nó sẽ sáng và nhấp nháy. Bởi vì là nó chưa kết nối được với tay điều khiển, chưa kết nối tín hiệu với tay điều khiển nên là nó sẽ nhấp nháy như vậy. Và khi chúng ta bật cái tay điều khiển lên. Đó. Và tay điều khiển và mạch kết nối được với nhau thì cái đèn nó sẽ dừng nháy như thế này anh em nhé. Ở đây thì trên tay điều khiển nó có một cái núm vặn ở đây này, thì nó là cái núm để chúng ta chỉnh cái servo. Anh em có thể nhìn thấy là khi mình chỉnh này. Đấy, chỉnh cái này mình gọi là chỉnh góc lái của servo. Đó. Thì anh em có thể chỉnh cái núm này. Cái kênh này là kênh số 1 này, thì chúng ta sẽ điều khiển cái servo lái này. Được chưa? Còn đây là
motor. Cái này, cái mạch này nó có hỗ trợ cả phanh nhé, nên là khi chúng ta bóp ga vào thì nó sẽ là quay tiến này. Có hỗ trợ điều tốc anh em nhé. Này, bóp ít này, nhiều này, nhanh lên này. Khi chúng ta đá có ga ra một cái thì nó sẽ là chế độ phanh này, nhả ra này. Đẩy lần thứ hai, đẩy có ga lần thứ hai thì nó sẽ lùi. Đó, motor sẽ quay ngược chiều. Được chưa? Nó cũng hỗ trợ điều tốc luôn, cả tiến lùi đều có hỗ trợ điều tốc anh em nhé. Đấy, thì cái bộ điện này anh em hoàn toàn có thể mua về để phục vụ nhu cầu chế cháo, chế các cái mô hình xe ô tô hoặc là chế các mô hình tàu thuyền cano. Thì phạm vi điều khiển của cái bộ này thì nó rơi vào khoảng tầm 20m, 15 đến 20m, thậm chí là có những cái có những cái điều kiện tốt hơn về sóng ấy, thì nó sẽ có thể lên đến 30m. Đấy là thông số quảng cáo của nhà sản xuất. Còn với mình thì mình nghĩ rằng là chỉ trong phạm vi khoảng tầm 15 đến 20m là chúng ta có thể chơi rất là ok rồi. Còn nếu mà chúng ta cho nó mô hình của chúng ta di chuyển xa quá thì chúng ta sẽ rất là khó điều khiển và nó có thể gây ra những cái rủi ro cho mô hình của chúng ta. Nếu anh em có nhu cầu mua cái bộ điện này và các linh kiện RC thì có thể ghé thăm vào gian hàng của kho đồ chơi tại Shopee, Lazada hay là TikTok Shop để ủng hộ cho mình. Và nếu anh em cần hỗ trợ gì về tư vấn về mua bán linh kiện hay là về kết nối các linh kiện hay là chế tạo mô hình thì có thể inbox trực tiếp cho mình qua Zalo với số điện thoại là 0914350057. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi hết cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.